Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình lại tiếp tục làm một cái video buổi sáng trên núi Khỉ Vì Bà nha. Sáng sớm mấy con khỉ nó đã bụng xuống quá trời luôn. Người ta lên ta cho nó ăn. Đây các bạn trẻ ha. Có mấy em thiếu nhi là chờ mấy chú khỉ ăn chuối. Buổi sáng này luôn. Sáng ở đây trên núi không khí trong lành mát mẻ vô cùng luôn, thật là sảng khoái. Các bạn thanh niên nên cho khỉ ăn nè. Wow, khỉ nó xuống quá trời luôn. Chị cầm cái nải chuối á, chị đưa cho bé một trái thôi để cho khỉ ăn, rồi khi cho hết rồi đưa trái nữa, chứ để em bé mà cầm nguyên nải là nó giật hết nguyên nải. Con đâu? Ủa, cái cảnh đâu hết nè. Con nó khôn nó ngồi ăn. Chị. Cái cảnh
Yeah.